Xin chào các bác. Thì hôm nay em mới về cái chiếc xe, đó là chiếc xe Twitter Mantis 2.0. Xe được trang bị bộ chuyển động DOD, khung là khung nhôm không vết mối hàn, dây chạy âm sườn các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ làm một cái, em đã lắp ráp lên và em bóc thùng lắp ráp lên rồi, và em sẽ bây giờ review cận cảnh để giới thiệu đến các bác cái sản phẩm mẫu xe Twitter Mantis 2.0. Đây thì bây giờ các bác hãy cùng với em hướng vào chiếc xe này và cùng tìm hiểu xem chiếc xe này nó như nào các bác nhé. Bởi vì em có cái video em giới thiệu đợt trước với các bác rồi. Nhưng đây này là cái mẫu này nó về là cái mẫu đen đỏ. Nó có cái một chút nó nhìn cái phong cách nó khác cái mẫu trước. Nên là em cùng với các bác vào khám phá chiếc xe này để xem nó có gì độc đáo và nó đáng cái đồng tiền để các bác bỏ ra để sử dụng và trang bị em nó. Để em với các bác cùng vào xem cận cảnh chiếc xe này các bác nhé. Đây các bác này, nhất khung là khung nhôm này các bác này, khung là khung nhôm không vết mối hàn. Đây các bác, khung là khung nhôm không vết mối hàn các bác nhé. Đây, khung là khung nhôm không vết mối hàn. Tem là tem phản quang 7 màu. Đây là Twitter Mantis. Đây các bác nhìn này, đây chữ Mantis 2.0 này các bác. Đây là mẫu xe Twitter Mantis. Tem là tem phản quang 7 màu. Đây là dây chạy âm sườn này các bác nhé. Dây chạy âm sườn trong khung đây rồi. Đây là cái thứ nhất. Đây các bác nhìn. Đây còn về size khung đây các bác này. Size khung đây thì em quay rõ chi tiết để các bác nhìn được luôn. Size khung thì sẽ là 15,5 đây các bác nhé. Đây các bác nhìn nó hơi bóng bóng một tí. Đây các bác nhìn thấy rõ chưa? Đây 15,5 size khung. Thì khung này là khung nhôm. Còn về bộ chuyển động được trang bị là bộ chuyển động đề DOD. Đây các bác, DOD. Củ đề trước được trang bị là củ đề của DOD M6000 các bác nhé. Đây. DOD M6000. Đùi thì đùi trục rỗng, đùi của Retro Spec đây các bác này. Đùi là đùi nhôm, đùi của Retro Spec. Xe được trang bị là 3 tầng đĩa các bác nhé. Xe được trang bị 3 tầng đĩa. Xích thì được sử dụng, xích là xích của IBN. Đấy các bác nhìn thấy rõ chưa? Xích IBN chưa? Xích là xích của IBN các bác nhé. Củ đề sau thì được trang bị củ đề của DOD M6000. Đấy các bác nhìn, cái này là cái khóa các bác nhé, để khi mình tháo bánh và mở bánh. Đây cái khóa này các bác này. Đây này là mở này, là để mình tháo bánh nó dễ dàng. Ở đây nhà này mình khóa vào các bác này. Đây em đang bẻ nó, mình đang khóa vào. Đấy, khóa vào thì tháo bánh nó sẽ hơi khó. Đấy là cái để mình gọi là mở và khóa khi mình tháo bánh. Còn xe được trang bị 10 tầng lip các bác nhé. Lip là lip của Shimano các bác nhé. Xe được trang bị 10 tầng lip. À, lip là lip của Sugex các bác ạ. Em nhìn nhầm. Nhưng mà lip của Sugex các bác nhé. Lip sử dụng 10 tầng lip, lip của Sugex. Còn Mayer đằng sau thì Mayer nhôm, Mayer của Retro Spec. Mayer để chạy vòng bi bạc đạn các bác nhé. Mayer được trang bị vòng bi bạc đạn rồi. Cụm phanh thì sử dụng cụm phanh dầu của Shimano. Đĩa phanh cũng là đĩa phanh của Shimano thôi các bác ạ. Và chân trống thì là chân trống nhôm. Vành thì là vành của Retro Spec các bác nhé. Vành là vành của Retro Spec. Đây vành là vành của Retro Spec đây các bác này. Bánh thì là bánh lốp thì là lốp của Kenda các nhá. Vành bánh là vành bánh 27,5 các bác ạ. Xăm lốp Kenda cũng 27,5. Đây cọc yên đây các bác này. Cọc yên thì cọc yên của Twitter. Khóa cọc yên cũng khóa cọc yên của Twitter luôn các bác nhé. Còn yên là yên thể thao da mềm của Twitter đây các bác này. Yên thể thao da mềm của Twitter. Đây các bác. Xe đây còn được trang bị là khóa, đây là giảm sóc của con này, đây là giảm sóc. Giảm sóc giảm chấn, giảm sóc lò xo giảm chấn, giảm sóc dầu các bác nhé. Đây là khóa này con này. Khóa giảm sóc. Đấy. Em lấy cho các bác xem, mở cho các bác xem. Lốp trước thì đây về phần
lúc trước thì sử dụng lốp 27.5, vành cũng là vành của Retro Spec các bạn nhé. Mai trước thì cũng là mai của Retro Spec, mai bằng bi bạc đạn, trục sử dụng trục tăng mở nhanh, cụ phanh dầu cũng là cụ phanh dầu của Shimano các bạn nhé, dây dẫn dầu cũng của Shimano luôn, đĩa phanh cũng của Shimano. Và về phần tay lái đi các bạn này, tay lái là tay lái vô tăng, tay lái nhôm của Twitter, sử dụng tay bấm xả của DOR các bạn ạ. Đây sử dụng tay bấm xả của DOR, em quay nhìn các bạn nhìn rõ rồi đấy, tay bấm xả của DOR các bạn này. Tay bấm tay phanh, tay phanh cũng là tay phanh của Shimano các bạn nhé. Mà đợt này em rất thích cái tay lái của Twitter đợt này, ra cái tay nắm này của xe đạp thể thao này rất là hay, nó kiểu gọi là nó rất là vuông vắn góc cạnh, nó không tròn tròn mà kiểu nó làm rất là vuông mà cầm rất chắc tay. Em rất thích cái đợt này cái tay nắm của mẫu xe Twitter Mantis này, em rất thích. Về Twitter làm cái tay nắm đi xe rất là thích, em rất là ưng ý về cái tay nắm này. Đến tổng thể chiếc xe em đã quay chi tiết review với các bác. Đây là cận cảnh nhìn, các bác nhìn từ chiếc xe luôn. Thế thì cái video này em giới thiệu với các bác cái chiếc xe này, thì các bác xem các bác cái nhu cầu các bác thì ưng ý cái mẫu xe này, các bác liên hệ bên em để đặt hàng và mua mẫu xe này. Thế thì các bác cũng nhìn mẫu xe, các bác alo bên em theo điện thoại của hai số theo cái số hotline em để cái đường link bên dưới, và các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh cho bên em để có những cái video tiếp theo thì các bác được cập nhật ngay những cái video mới của bên em. Thì bên em cũng xin phép chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của bên em. Em chào các bác ạ.